Xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với video của mình. Không biết mọi người đã làm xong cái sự kiện đi tìm quả cầu chưa? Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người 21 vị trí nhé, 21 vị trí của quả cầu ấy. Nhưng mà trước khi hướng dẫn mọi người tìm 21 vị trí thì ngày hôm nay ra gói VIP mới mọi người ạ. Nên là trước tiên mình sẽ vào review gói VIP trước nha. Thì gói VIP lần này có tên là Mùa Bạch Cốt Hồ Sương Mù nha mọi người. Ngoài tên khá là khó đọc. Mùa Bạch Quỷ Hồ Sương Mù. Đúng rồi. Hơi đọc khó một tí nha mọi người. Mọi người thông cảm nha. Gói này thì có một giá là 149.000 nên thường lệ rồi mọi người. Lần này thì bộ đồ khá là đẹp nha. Màu trắng luôn mọi người ạ. Full màu trắng luôn. Bạn nào mua thì nên mua nha. Còn mình không. Mình tất nhiên là mình sẽ không mua rồi. Tại vì mình không có cây VIP mọi người ạ. Xem nào. Tiếp theo thì mình sẽ ra ngoài lượn một vòng cửa hàng trước nha. Vì ngày hôm nay cũng thích bảo là có gói mới ở trong cửa hàng ấy mọi người ạ. Đâu rồi ta? Mình thấy mọi người comment. Đây mọi người. Cái gói hề đáng yêu này. Giá đó là 180 kim cương. Thì gói này là gói mới nha. Mới trong đợt lần này mới cập nhật nha. Mình thì đang suy nghĩ là có nên mua không mọi người ạ. Ngoài ra thì mấy món khác này thì mình đã có hết rồi nha mọi người. Cho nên chắc là mình sẽ không mua. Có hộp bốc thăm mới này mọi người. Bốc thăm này thì hộp bốc thăm mono mono. Nhưng mà mình sẽ để sau nha. Hiện tại mình đã có 4 vé rồi. Mình sẽ tích cho nhiều tí mở một lượt luôn mọi người ạ. Để làm video luôn. Còn sau đây thì sẽ đi tìm 21 quả cầu nha mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào tiệm cà phê ở bãi biển nha. Ở đây chúng ta sẽ có hai vị trí có. Đầu tiên là ngay chỗ Shima Jisu này mọi người. Tiếp theo là sẽ ra cạnh chỗ Guma nha mọi người. Ngay cây ấy, sẽ có một quả cầu xanh ở ngoài này nha mọi người. Đây nha, đây chính là quả cầu xanh nha mọi người. Tiếp theo thì chúng ta sẽ ra chỗ chị bán kem ở ngoài Plaza nha. Đây mọi người, chị bán kem ở đây chúng ta sẽ có một quả cầu nữa. Quả cầu này là quả cầu thứ 3 nha. Mình quên mất là ở Plaza này chúng ta sẽ có tất cả là 5 quả cầu nha mọi người. Quả cầu thứ 4 nằm ở phía sau về cái này mình gọi là cái gì ta? Về sau gần trường học đó mọi người. Và quả cầu thứ 5 là ở trong trường học nha mọi người. Ở ngay cái quầy này mọi người ạ. Mọi người chạy thẳng vào thì sẽ thấy. Đây nha, đây là quả cầu thứ 5. Ở Plaza chúng ta có tất cả là 6 quả chứ. Đúng rồi, 6 quả, còn một quả nữa là ở trung tâm mua sắm nha mọi người. Đây nha, ở ngay phía bên này. Mình quên mất là còn sót quả này nha. Như vậy ở Plaza chúng ta có 6 quả. Tiếp theo là vào trong camping nha mọi người. Camping thì chúng ta sẽ có 3 quả. Đây, đầu tiên là phía trước ngôi nhà này. Và phía bên cạnh chỗ lính cứu hỏa với tiến sĩ này mọi người. Đây đây. Đây chúng ta sẽ có một quả nữa là 2 nha. Và quả thứ 3 thì nó sẽ nằm ở cạnh cái ông gì nhỉ, ông gì mà cho từ cây ấy, mình quên béo mọi người. Đây. Đây là vị trí thứ 3 nha. Ở camping chúng ta có 3 quả thôi. Tiếp theo thì sẽ vào trong khu thị trấn. Khu nhà ở của mình ấy thì có 2 quả. Quả đầu tiên là ngay ở chỗ phía cầu này mọi người. Quả thứ 2 thì nó nằm ở giữa trạm cứu hỏa với lại cảnh sát nha mọi người, đồn cảnh sát. À với trạm cứu hỏa với gì đã, quên mất rồi. Ở trong khu nghỉ dưỡng thì chúng ta có 3 quả nha. Ở ngay cái cây ở gần góc hồ bơi này mọi người. Đây là quả đầu tiên. Quả thứ 2 thì sẽ nằm ở chỗ tiệm bán nước nha mọi người. Đây, mọi người chạy thẳng ra sẽ thấy đây. Ở ngay góc cây này nha. Đây chúng ta sẽ có quả thứ 2 này. Và quả thứ 3 thì nó nằm ở lối vào cái khu mua thuyền ấy mọi người. Như vậy là hết 3 quả nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ vào khu trung tâm. Khi mà mọi người vào khu trung tâm luôn thì cái cây ở đầu tiên đây chúng ta sẽ có một quả ở đây. Rồi tiếp theo thì mọi người sẽ di chuyển đến cái giữa tiệm pizza với lại tiệm cắt tóc mọi người, chúng ta sẽ có một quả nữa nha, ngay cái cây này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ di chuyển đến trước cái bệnh viện mọi người ạ, ở phía bên trái nha, phía bên trái thì sẽ có một quả. Đây nha mọi người, phía bên trái chúng ta sẽ có một quả này. Sau đó thì mọi người vào bên trong bệnh viện nha.
ở bệnh viện thì mọi người vào cái phòng cấp cứu, phòng bệnh nhân này này, phòng bệnh nhá, phòng bệnh này thì ở cái góc cây ở phía góc nhà đây chúng ta sẽ có một quả nữa. Như vậy là ở bệnh viện chúng ta sẽ có hai quả nha. Vị trí tiếp theo chúng ta sẽ sang chỗ đồn cảnh sát mọi người. Mọi người tìm cái phòng đồn trưởng ấy. Phòng cảnh sát trưởng chứ. Phòng cảnh sát trưởng nha. Đây. Phòng cảnh sát trưởng ở góc cây của chúng ta có một quả này mọi người. Đây nha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ vào trong khu giải trí. Game Center mọi người. Game Zone nhé. Ở phía cái cây đây. Đây chúng ta sẽ có một quả đây nha. Và mọi người đi ngay sang bên phải bên kia kìa, đây. Ở ngay mấy cái thùng gỗ này chúng ta sẽ có quả thứ hai ở đây nha. Như vậy là đủ tất cả là 21 quả nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ cho mọi người xem cái thành quả sau khi tìm đủ 21 quả. 21 quả nha mọi người là chúng ta sẽ được 3 vé bốc thăm này. Một cái thảm và màu da nha mọi người, màu đỏ nha. Như vậy là xong cái sự kiện lần này luôn. Chúng ta sẽ được phần phẩm. À, trước khi kết thúc video ngày hôm nay thì mọi người đừng quên kéo xuống cho mình đăng ký kênh, một like video giúp mình để mình để động lực tiếp tục làm các clip gửi mọi người nhé. Còn mấy cái nhiệm vụ này thì chắc là mình sẽ để làm một clip sau nha mọi người. Và bye bye cho mọi người, hẹn mọi người trong video tiếp theo của mình nhé.